Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Vĩnh Phúc. Alo, thính giả của điện từ Vĩnh Phúc phải không ạ? Vâng ạ. Vâng, chào chị, câu hỏi của chị là gì thế ạ? Dạ, vâng, ông xã mất hơn chục năm rồi, thì lúc em mới có 22, 23 tuổi. Bây giờ em mới gặp được một người ấy, bọn em quen được hơn một năm rồi. Vâng, và bây giờ thì điều quen trị... Quen được hơn một năm rồi, thì anh này thì vợ chồng cũng bỏ nhau rồi. Vâng. Anh này thì anh ở Hà Nội, thì nói chung là bà mẹ chồng em trước kia thì bà cho phép đi lại, thì cũng có lễ xin phép hai bên gia đình ấy. Vâng. Nhưng bây giờ bà thì lại lật lại, bà không cho phép hai bên. Bây giờ thì bà lại không ủng hộ nữa đúng không ạ? Chị có biết lý do vì sao không? Bà bảo là anh này anh ấy không có tiền. À, kiểu vâng. Ba mẹ chồng này bà cũng lô đề cờ bạc ấy. Vâng. Nên bà không ưng lắm, nhưng mà nói chung là em thì em muốn tìm cái người mà tay cũng không phải là vì vật chất hay như thế nào, em chỉ cần người người ta biết vâng, yêu đúng thương rồi. thôi. Vâng. Năm nay đã ngoài 30 tuổi, chồng thì mất hơn chục năm nay và hơn năm nay thì có tình cảm với một người đàn ông khác nhưng mà mẹ chồng lại không ủng hộ đúng không ạ? Khiến cho Vâng. chị cũng có những cái lăn tăn không biết là sẽ tiếp tục cái chuyện tình cảm này như thế nào. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho chị nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào em. Dạ, vâng, cháu chào chú ạ. Cháu năm nay chính xác là sinh năm 87. Cháu sinh năm 86 ạ. 86 à, nhâm dần à. Quý vâng, cô tuổi dần đấy phải không? Vâng ạ. Thế xong rồi là ông xã mất hơn chục năm thì có con không? Dạ, lúc ông xã mất thì hai đứa con còn nhỏ. Bây giờ con cháu đang học, sang năm là thi đại học rồi ạ. Hai đứa con gái. Ừ. Thế xong rồi ba mẹ con là dắt díu nuôi nhau ở nương nhờ nhà ngoại hay là vẫn ở nhà chồng cũ? Vẫn ở nhà chồng ơi, em thì nói chung là vẫn ở đất nhà chồng ấy. Thế xong rồi làm sao mà lại tìm hiểu được tận cái chú ở Hà Nội thế? Cháu nghĩ là chắc là ông trời cũng đưa đẩy nhiều. Thế cả, kinh nhỉ. Trước cháu nợ đàn ông. Úi trời ơi, ông trời cho ông đưa đẩy lâu thế. Suốt mười mấy năm nay giờ ông mới đẩy, ông đẩy sớm hơn tí cho mình đỡ cô đơn nhỉ. Nói đùa chứ, cái anh ở Hà Nội này thì bao nhiêu tuổi? Anh sinh năm 79 ấy. Ồ, 79, 86 thì cũng không gì lắm. Hoàn cảnh của anh thế nào? Ly hôn rồi là do ngày xưa anh ấy lăng nhăng hay do anh ấy cờ bạc lô đề hay anh làm sao có biết không? Trước kia thì anh cũng lấy vợ ở Thái Bình hay đâu ạ. Ừ. Thì gia đình vợ lấy vợ kiểu là vợ chỉ hướng ngoại thôi. Hướng ngoại tức luôn luôn nghĩ về ngoại. Khiếp lại tưởng là tâm lý hướng ngoại. Mình đang giai đoạn tìm hiểu thì nên mở mắt ra chứ đừng có nhắm tịt mắt vào, mặc dù cô đơn thì để biết rằng là anh ấy là hoàn cảnh của anh ấy ly hôn nhưng mà không phải do anh ấy bồ bịch quá nhiều đến nỗi vợ không ở được hay anh là người bạo lực đến mức độ mà vợ phải bỏ đi đúng không? Đấy là mình phải tìm hiểu cái người của mình thôi. Từ lâu lắm rồi cháu mất lòng tin ở đàn ông thì nên cháu không dám đến với bất cứ một người nào. Làm sao mà mất lòng tin, lấy chồng cái được vài năm thì ông ấy mất chứ, đã bị ai lừa dập gì mà thấy mất sớm thế? Cháu lấy chồng trước của bố còn vậy, con cháu lấy được 12 năm thì anh bị ung thư dạ dày mất. Ừ. Nhưng ngày trước anh thắt gái, anh đi cặp bồ rượu chè về anh đánh cháu nhiều lắm. Ừ, thôi rồi, thật là thương hoàn cảnh. Thôi bây giờ thế này này, mình phải là người quyết định của đời mình. Mình cũng gần 40 rồi. Vâng. Mình cũng trải qua thăng trầm của cuộc sống rồi. Quay đi quay lại mình còn lên bà ngoại đến nơi rồi. Thật ra thì bà mẹ chồng vẫn là một người cũ, vẫn nhìn nhận là một thứ nó rất là khác. Ví dụ như muốn cho lấy ở chỗ ông nào kha khá giàu một tí cho đời nó đỡ khổ. Hai nữa là cô mà đi lấy chồng được đời đỡ khổ thì hai đứa con nó đỡ phải lo cho mẹ nó. Tức là bà còn lo được cả cho cháu bà nữa đúng không? Chứ ngày sau là chúng nó thành thế. Không được thế cơ chú ạ. Bà lô đề cờ bạc, bà đây nghiến cháu nhiều năm lắm rồi. Ừ, thôi, lại không nói thế thì lại càng không phải nghe lời, mà phải tự quyết nhá. Mình có chăng mình chỉ nói chuyện với các con thôi. Mẹ thật sự từ lúc bố con mất, mẹ cũng một lòng nuôi các con. Mẹ cũng thật sự nhiều lúc cũng cô đơn, có những lúc cay đắng. Nhưng mà mẹ vì các con, bây giờ các con lớn rồi. Đấy, mẹ thì thật nhiều lúc cô đơn, bà nội già rồi bà nội cũng sẽ mất. Mẹ bây giờ rồi hai đứa là con gái sẽ lấy chồng. Mẹ sẽ lẩn quẩn lang thang một mình cũng buồn. Hơn nữa là mẹ mà cô đơn ngồi đây rồi các con có đi lấy chồng cũng không yên tâm. Lúc nào cũng nơm nớp lo một bà mẹ một mình. Thế bây giờ thì mẹ đấy đang tìm hiểu cái chú ở dưới Hà Nội. Mình cũng nói rõ hoàn cảnh ra. Đôi khi chúng nó, mình cứ tưởng gì chứ thanh niên bây giờ nó nhìn nhận vấn đề nó cũng vừa thoáng mà lại rất tích cực mà rất thực tế. Ôi con thấy không, được đấy mẹ.
con gái lớn cháu thì bảo mẹ còn trẻ thì mẹ xem ai người ta thương yêu mẹ thì mẹ cứ tự nhiên. Tốt quá. Ba mẹ chồng thì mới đầu bà bảo có ai thương yêu cho phép xin, có cả lễ xin ở với nhau như vợ chồng. Rồi bây giờ bà lại xui thằng con trai bà bảo là nếu ở với nhau thì đi ra ngoài mà ở, không cho ở đấy nữa. Thật ra thế này, mình cũng giữ ý một chút, bởi vì mình chưa đăng ký kết hôn, mình chưa lấy nhau, mình đang ở nhà chồng. Mà mình như thế thì người ta cũng xót con người ta. Đấy, đang ở đây, về mặt đương nhiên vẫn là vợ của con trai người ta, đang sống ở cái nhà này, làm dâu nhà này, đúng không? Mình chưa xuất giá, thì cái việc mà mình lại quá thân mật rồi là đưa anh bạn về nhà hoặc thậm chí lại đi nhà nghỉ, nhà ngủ thì mình cũng giữ ý một chút. Thế còn thì sau này khi mình xuất giá, nghĩa là không còn dâu của nhà ấy nữa, thì lúc ấy tính sao? Bây giờ thì không có nghe ai nữa, mình lớn rồi, mình lắng nghe trái tim, mình có bàn này bàn với các con thôi. Thế còn bà mẹ chồng cũ hay là cậu em chồng cũ ấy, thì mình cũng tham khảo ý kiến thôi, mình cũng không cần phải đợi người ta gật đầu rồi mình mới lấy được chồng nhá. Vâng. Cái quan trọng nhất là tìm hiểu cái anh ở dưới Hà Nội này này, đứng đắn không đàng hoàng, không lô đề cờ bạc, hay là vũ phu, hay là một ngày ba lần nhậu say, hay là đã từng đi cai nghiện ma túy xong rồi về rồi lại tái nghiện đấy. Thứ nhất là khỏe mạnh, thứ hai là tư cách, thứ ba là phải có công ăn việc làm. Làm gì được, chạy Grab được, chạy hay ôm cũng được, nhưng mà phải kiếm được đồng tiền, chứ không phải là phần đấy chủy đầu mà lại ngồi nhờ bà mẹ già về hưu hay là nhà có vân vân nhá. Anh này anh không rượu chè đâu ạ. Anh điềm đạm lắm. Tốt. Nhưng mà mình cũng nên xuống dưới Hà Nội, mình cũng tạo cơ hội mình tiếp xúc với người nọ người kia. Chứ còn cái người đàn ông mà đi tán gái thì bao giờ cũng thể hiện cái đẹp nhất ra, vẫn điềm đạm, vẫn chiều chuộng, có vũ phu chăng nữa lúc đấy cũng không vũ phu đâu. Xuống dưới Hà Nội này mày chơi, nhân tiện là tìm hiểu xem cuộc sống của gia đình người ta thế nào. Vâng, bạn hãy tìm hiểu kỹ anh bạn của mình để có những cái quyết định đúng đắn cho cuộc đời của mình bạn nhé. Chúc bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Nam Định. Alo, thính giả gọi điện từ Nam Định phải không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, chào anh, câu hỏi của anh là gì thế ạ? Chị cho em hỏi là đầu tháng em có quan hệ với gái mại dâm mà không đeo bao cao su ấy, thì liệu có bị mắc bệnh xã hội không? Vâng, mình mới có quan hệ không lành mạnh đúng không? Và bây giờ thì rất là lo lắng, không biết là cái chuyện đấy thì có mắc bệnh gì hay không. Bác sĩ Nguyễn Thế Lương của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Xin mời bác sĩ Lương ạ. Vâng, chào bạn. Cách đây bao lâu rồi ạ? Dạ, được gần 2 tuần. Gần 2 tuần, chính xác là mười mấy ngày. Dạ, mới chắc là được chục ngày. Chục ngày. Tại sao tôi lại phải hỏi thế? Bởi vì là thời gian ủ bệnh của các cái loại bệnh khác nhau thì nó có thời gian ủ bệnh khác nhau. Bệnh lây truyền qua đường tình dục ấy, thì nó có rất nhiều các bệnh lý khác nhau. Có những cái bệnh thì nó có cái thời gian ủ bệnh nó ngắn, chẳng hạn như là lậu giang mai ấy, thì nó đâu đó nó có thể từ 3 ngày cho đến 2 tuần. Đấy. Nhưng cũng có những cái bệnh do virus gây ra ấy, thì nó có thời gian ủ bệnh rất dài. Chẳng hạn như là sùi màu gà thì có thể từ 2 tháng cho đến 6-7 tháng thì nó mới phát bệnh. HIV thì dài hơn nữa. Chính vì vậy mà bây giờ ấy, để nói biết là mình có vấn đề gì hay không ấy, thì không ai đoán trước được cái gì cả. Mà để có thể biết chắc chắn là mình có mắc những cái bệnh lý như ý không ấy, thì chắc chắn là bạn phải thực hiện các cái kỹ thuật xét nghiệm. Và thôi thì một lần chót dại thì sẽ mất rất nhiều lần xét nghiệm đấy. Bây giờ sẽ phải tiến hành xét nghiệm bây giờ này, 6 tháng nữa này, 1 năm nữa này. Và cái thời gian theo dõi nó phải rất là dài. Cái lúc ý thì chắc là do không gọi là có đủ phương án bảo vệ hay sao mà lại lựa chọn một cái giải pháp là đá chân đất mà không có giày thế ạ. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Ồ thế, chả có cách nào khác, mình sẽ phải có một cái quãng thời gian phải chờ đợi thôi. Bởi vì rằng là cho đến hiện giờ ấy, một số cái bệnh lý mà chúng ta có thể uống thuốc dự phòng sau cái quãng ý thì nó lại trôi qua mất rồi. Chẳng hạn như là nếu mà uống thuốc gọi là chống lây nhiễm HIV chẳng hạn ấy, thì nó lại chỉ có cái quãng thời gian là 72 giờ thôi. Mình bây giờ qua mất đến mười mấy ngày rồi mình chả uống cũng chả có tác dụng gì nữa. Đấy. Thế bây giờ bạn thấy sau 10 ngày thì bạn thấy có biểu hiện gì không? Hiện tại chưa có ạ. Thôi thế cũng là một cái may. Bởi vì rằng là ít nhất thì cũng lại loại trừ được một số cái loại bệnh. Thế thì còn từ giờ cho đến 6 tháng đến 1 năm nữa thì thôi ta cứ phải lần lượt. Đến cái từng cái quãng ấy mình lại phải đến gặp các bác sĩ để bác sĩ cho một cái chỉ định để mình xét nghiệm nhá. Và một cái nữa ấy, thôi thì từ giờ thì tất nhiên là lo lắng thì lo lắng rồi, chờ đợi vẫn phải chờ đợi,
Thế nhưng mà không phải vì lo lắng, vì chờ đợi mà trong cái quãng này là ta lại cứ xả láng đi nhá. Nếu mà chẳng hạn có lần sau thì nhất quyết là phải có phương tiện bảo vệ nhá. Được không? Cậu là tại vì em không có con nên là đi muốn muốn giải trí. À, có vợ con lại muốn muốn giải trí à? Thế ông nào có vợ con lại muốn giải trí, thế thì nguy quá nhỉ. Thôi Tại thì vì mình vợ em nó đang có bầu. làm cái gì thì làm là mình phải có phương tiện để bảo vệ, đúng không? Trước tiên là bảo vệ cho mình, sau đấy là bảo vệ sau này cho vợ con mình nữa, đúng không? Đây. Em hiểu rồi. Vâng, và quãng này ấy thì là một trong những cái điều khuyên bạn ấy là phải tránh quan hệ với cả bà xã, đúng không? Còn nếu mà quan hệ ấy thì là phải có phương tiện bảo vệ ngay từ đầu. Không thì cái khả năng lây bệnh cho bà xã là có. Vâng, Còn cảm em ơn những cảm ơn anh. lời tư vấn của bác sĩ Nguyễn Thế Lương. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Thời gian này thì bạn hãy dành nhiều thời gian chăm sóc cho vợ và em bé sắp chào đời của mình bạn nhé. Hy vọng rằng là bạn sẽ gặp may mắn nhiều trong cuộc sống và sẽ giữ gìn được hạnh phúc gia đình của mình. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Thái Nguyên ạ. Vâng À, vâng, ạ. câu hỏi của chị là gì đấy ạ? Em muốn hỏi về bệnh cái bệnh nó ở âm đạo ấy, ở bên ngoài thì nó đau rát nhưng bên trong thì nó không sao, nhưng mà cứ lúc bị đau như thế em lại thấy nó nóng, người nó mẩn hết ra, nó lại bị đi đái đái rát đái buốt ấy ạ. Vâng. Xong rồi trong cái thời gian đấy thì mỗi khi mình đi vệ sinh nhẹ thì mình nhẹ em mỗi khi em thấm bằng giấy thì nó lại cứ như là ra kiểu mủ với lại máu nhờ nhờ ấy chị. Vâng. Vâng, thì em muốn hỏi bác sĩ xem nào bệnh đấy là bệnh gì ạ? Vâng. À, Vâng thời ạ. gian gần đây thì chị cảm thấy ngứa rát âm đạo có kèm theo đái buốt, đái rát và cũng Vâng. ngứa ngáy cả người đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng. À, bác sĩ Vũ Minh Phượng của chúng tôi hôm nay ở trong phòng thư đã lắng nghe câu chuyện của chị và xin mời bác sĩ sẽ tư vấn nhé. Xin mời ạ. Vâng ạ. Chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Cái hiện tượng mà em thấy đau rát rồi là ngứa rồi mẩn đỏ vân vân là xuất hiện Vâng. lâu chưa em? À, em bị cách đây khoảng hơn 1 tuần rồi chị ạ. À, hơn 1 tuần. Thế đã Vâng. đi khám ở đâu chưa? Em thì cái bệnh này thật ra với chị là nó tế nhị lắm, nên là Này, em ôi. ngại lắm em không đi. Thế à? Nhưng mà em ngại em không đi thì hôm trước thì em có mua thuốc để uống, nhưng em hỏi thì bác sĩ cũng không nói đấy là bệnh gì, chỉ cho em uống thuốc thôi, mà cho uống thuốc cũng bình thường thì em uống thuốc cái thuốc gì đấy, mình có bệnh gì thì người ta chỉ bác sĩ chỉ cho uống 3 đến 5 ngày thôi. Thực ra với chị này em lại không trực tiếp em đi lấy thuốc. Chồng em thì em về em bảo như thế thì em bảo là chắc anh có bệnh gì không, thì anh ấy bảo là anh chả có bệnh gì. Thế thì anh ấy em bảo anh đi khám thì anh ấy bảo là để anh ấy đi lấy thuốc cho. Thế chồng vâng, thế anh đi lấy thuốc thì anh cứ về anh đưa em uống, thì em chỉ uống có 3 ngày thôi. Nhưng mà anh ấy bảo là bác sĩ chỉ bảo uống 1 ngày là nó đã cảm thấy nó đỡ hẳn rồi cái thuốc này. Thế em uống 1 ngày thì đúng là nó cũng đỡ hẳn thật chị ạ. Nhưng mà em chỉ uống lên 3 ngày thôi, tại vì là nó nóng lắm, em không thể Rồi. chịu được. Và xong Và em không uống mà có cả viên đặt nữa. Cái viên đặt thì nó lại to như cái đầu ngón tay út ấy chị đúng ạ. rồi. Mà nó cứ như kiểu có chất dầu hay sao ấy, nó cứ em thấy nó cứ nhảy nhảy. Rồi. Vâng. Cái câu chuyện của em thì là em rất lo lắng bệnh tật, nhưng cái Vâng. cách giải quyết của em thì nó chưa hợp lý lắm nhá. Vâng. Thông thường là mình dùng thuốc gì thì phải dựa trên là bệnh của mình là bệnh gì. Em Vâng. cũng là ngứa, là rát, là buốt khi đi tiểu, rồi là ra một tí dịch gì đấy nó có vẻ như mủ như máu. Vậy Vâng. thì đặt vấn đề ra là không biết đây là viêm âm hộ, âm đạo hay là viêm đường tiết niệu. Vâng. Nếu có viêm đường tiết niệu thì nó sẽ biểu hiện bằng đi tiểu buốt, tiểu rát nhá. Vâng, Và vâng. nếu như mà em nói rằng là nó rát buốt ở phía bên ngoài ấy, Vâng. thì thông thường phụ nữ người ta sẽ nói là ồ, cái phần phụ của mình nó có vấn đề, người ta nói né ra như thế. Thì Vâng. em bảo là nó chỉ bị ở phía bên ngoài, tức là chỉ bị ở phần âm hộ thôi. Nhưng cái âm đạo là cái đường mà nối vào bên trong. Bên nãy em nói là bên trong nó không làm sao. Em không đi Vâng. khám làm sao em biết được là nó không làm sao? Đúng Vâng. không? Thực ra là em rất chi là lo lắng cho cái bệnh của mình, Rồi, nên là thế thì em bây muốn giờ hỏi rất chương lo trình lắng. xem là Thì vâng. để hết lo lắng nhá. Bây giờ buộc phải đi khám. Cái lý do của em như này này. Em nói tiểu buốt,
tiểu dắt và nó ra một tí máu hồng hồng hay cái mủ. Chị đang nghĩ đến một cái là viêm đường tiết niệu. Và em lại mô tả rằng là nó bị ở ngoài, phía ngoài, tức là bị âm hộ. Vậy có phải là viêm đường tiết niệu ngược dòng, tức là từ cái viêm ở bên ngoài và nó ngược, nó vào đường tiết niệu nhá. Thì phải điều trị kháng sinh thuộc về đường tiết niệu. Nhưng không biết có phải rằng là do cái ảnh hưởng của viêm âm hộ, âm đạo, tức là phía sâu hơn nữa của cái cơ quan sinh sản không? Thì để phân biệt như thế thì người ta phải khám, người ta phải làm xét nghiệm. Khi có xét nghiệm để người ta tìm đích xác là cái tác nhân gây bệnh nó là cái gì. Và lúc đấy người ta mới kê kháng sinh nó rất đúng. Tức là nó đặc hiệu luôn cho cái con vi khuẩn hoặc là virus hoặc là ký sinh trùng gì đó mà nó gây bệnh cho em. Chứ nếu mà em cứ ù ờ theo cái kiểu đi mua như thế này này, thì nó sẽ có thể không khỏi bệnh mà nó lại gây ra các cái tác dụng phụ khác. Em mạnh dạn lên và đến đấy em sẽ thấy có thể những người cùng đi khám họ chia sẻ các cái vấn đề của phụ nữ nó cởi mở thôi mà. Nhá. Vậy hãy đi khám đi, không có cái cách nào nhanh hơn và hiệu quả hơn là em phải đi tìm ra bệnh em nhé. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của bác sĩ của chương trình sẽ giúp bạn yên tâm hơn một chút về sức khỏe của mình, cũng như là sẽ tự biết cách bảo vệ cho sức khỏe của mình. Xin được cảm ơn thính giả ở Thái Nguyên đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng.